heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ tư nha các bạn. Rồi banh hết luôn, banh hết đàn luôn rồi các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì heo mình đẻ, nhưng mà cái con này là cái bụng nó rất là nhỏ luôn nè các bạn. Để mình kiểm tra coi có sữa hay chưa nha. Đó, có sữa các bạn ơi. Mình kiểm tra thì nó có sữa rồi nha các bạn. Bây giờ nó mới đẻ ra một con nè. Cái nhau này á là cái nhau khô thai nha các bạn. Nó bị khô rồi. Các bạn thấy con mắt của nó không? Con mắt của nó lõm vô luôn nè. Con mắt chỗ này nó lõm vô, nó bị hót. Nó bị khô rồi, nó cái con này á nó bự rồi nhưng mà nó vẫn bị khô nha. Đó. Con này quá bự luôn nha các bạn. Rồi heo mình đẻ được một con mà nó bị khô thai nha các bạn. Con này thì mình đón chắc không được nhiều đâu. Mình đón chắc chừng 5-6 con thôi. Các bạn đón con này thử nó đẻ được bao nhiêu con nha. Mình đón thì khoảng chừng 5 con, 6 con à các bạn. Bụng nó rất là nhỏ luôn. Mấy lứa trước á là nó đẻ là cũng 14, 15 con hết nha. Có lứa này thì không biết sao thụ thai kém quá các bạn ơi. Còn con bên đây nó cũng gần sanh nè. Xê xích với nó một ngày đó, nhưng mà hôm nay nó chưa sanh nữa. Con này á, thì mình đón cỡ 8 đến 10 con nha. Rồi tiếp theo là con thứ hai nè các bạn. Nó cũng bị chết lu luôn nha. Không lẽ đàn này là nó bị chết lu hết. Cái bụng nó xẹp tép luôn các bạn. Cái con thứ hai nè nó bị chết lu luôn nè. Con này chết chắc cũng cả tuần đó các bạn. Hơn tuần nữa. Rồi con heo này là chắc lỗ rồi. Chắc nuôi không công rồi các bạn ơi. Hai con rồi đó. Hai con đẻ ra là bị khô thai hết. Nó bị chết lu hết nha. Mà mới chết đây chứ không phải là chết từ lúc nhỏ nữa. Chết mà chết từ lúc lớn nữa. Phải chết từ lúc nhỏ thì mình không tiếc. Mà tới bự như vậy rồi mà nó vẫn còn chết nữa nha. Rồi để chút tí nữa mình theo dõi coi những con còn lại nó như thế nào nha các bạn. Heo mình nó sanh được hai con mà bị chết lu hết hai con nha các bạn. Nhưng mà con nó đẻ ra rất là to nha. Rồi bụng con này thì nó rất là nhỏ luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiêm oxytocin để cho nó đẻ nhanh luôn nha các bạn. Còn đối với trường hợp mà heo tơ hoặc là heo mà xương chậu hẹp thì các bạn không nên tiêm oxytocin ngay lúc đầu nha. Các bạn cứ để cho nó đẻ tự nhiên đi. Khoảng chừng nửa đường hoặc là hơn nửa đường rồi á, nó đẻ bình thường rồi á, các bạn hãy tiêm oxytocin nha. Trường hợp các bạn tiêm oxytocin á thì các bạn phải biết can thiệp, các bạn biết can thiệp á thì mới được nha. Còn mà trường hợp mà các bạn không biết can thiệp á, các bạn cứ để cho nó đẻ tự nhiên 5-6 con, 7-8 con gì đi. Coi cái tình hình là xương chậu nó to hay nó hẹp. Thường thường heo tơ các bạn là hay hẹp lắm, con này con gạ 3-4 lứa rồi. Và bây giờ mình sẽ tiêm oxytocin cho nó nha. Mỗi lần tiêm á là mình tiêm sẽ 3C nha các bạn. Mình mới tiêm cho nó 3C oxytocin nha. Mà nó bị khô thai, mình nghĩ là đàn này có nghĩa là nó có thể là nó chết lu hết nha các bạn ơi. Đây nè, chuẩn bị thuốc nè. Rồi dây buộc rúng nhiều quá trời luôn nè. Mà chắc không sử dụng tới dây buộc rúng luôn rồi. Nuôi con này lỗ rồi. Con này thì bụng nó to nè các bạn. Con này thì chắc ngày mai nó sanh quá. Con này á, là nó trễ mấy ngày rồi các bạn ơi. Con này là bữa nay là ngày 24 mà lịch của nó là ngày 21 nó sanh nè. Rồi con bên đây là lịch ngày 22 nè. Con này là chắc ngày mai mới sanh. Thường thường heo đẻ trễ á, từ 3 đến 5 ngày là bình thường nha các bạn. Các bạn thấy nó đẻ trễ á, thì các bạn đừng có lo lắng gì nhiều nha. Heo nó đẻ trễ vài ngày là bình thường, không có vấn đề gì hết. Đây nè, cái hoa của nó các bạn phải đợi cho nó to lên rồi nó teo lại. Đây nè, cái hoa của con này nè, nó to lên rồi bắt đầu nó dọp lại rồi nó sẽ đẻ nha. Bầy bên đây có 6 con mà nó chết một con lúc mà bự mà mình kéo các bạn, bây giờ nó còn 5 con. Giờ nó to đùng luôn, mới có 10 ngày mà nó bự quá trời bự luôn. Sữa dư bú luôn mà. Rồi để tiếp theo một tí nữa nó đẻ ra con kế tiếp thì mình quay cho các bạn xem để xem nó như thế nào nha. Đây mình thấy nó gặn rồi nè các bạn. Nó gặn ra nước màu đục đục giống như xi măng các bạn. Mình nghĩ là chắc đàn này chắc tiêu hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đợi nó gặn ra xem con nó như thế nào nha. Mình gặn ra nữa các bạn ơi. Đó. Nó gớt một con khô thai luôn nha. Đàn này là mình nghĩ khô thai hết đàn luôn rồi các bạn ơi. Chắc mình bỏ đại mình khỏi canh luôn quá. Nó bị khô thai này á các bạn là do nguyên nhân mình nghĩ là đi đầu là do vaccine nó không đảm bảo nha các bạn.
Rồi mình sẽ lưu ý với các bạn là vấn đề vaccine nha. Ví dụ như trường hợp con này nó chích vaccine nè, mà bây giờ vaccine nó không có tác dụng rồi, là giống như là con này là không chích vaccine luôn gì đó các bạn. Nên sau này á, các bạn làm vaccine khô thai cho heo nái á. Thứ nhất là heo tơ, các bạn nên tiêm khô thai cho heo tơ trước khi phối là 14 ngày. Rồi heo nái vừa tách con xong là các bạn tiêm khô thai liền, để con nái nó lên giống thì các bạn phối luôn nha. Chứ các bạn đừng có để ngày qua ngày là nó trễ ngày. Khi mà heo lên giống á, là các bạn không tiêm khô thai nha các bạn. Tại vì các bạn tiêm khô thai vô á là nó chỉ lo tạo kháng thể thôi, rồi khả năng thụ thai là rất là thấp nha. Các bạn lưu ý về vấn đề này nha. Cái vấn đề mà con heo này nó bị khô thai, nó chết lu nè, là mình khẳng định cái này là do vaccine chứ không phải là do heo. Nếu mà nói do heo thì tại sao ba bốn con trước nó cũng có khô thai, không lẽ con nào nó cũng do con heo hết? Nó là do vaccine, nó không tạo đủ kháng thể hoặc là nó không có kháng thể luôn các bạn. Mình nghi ngờ á là cái cửa hàng này á là quá trình bảo quản vaccine nó không đảm bảo. Thứ nhất là vấn đề vận chuyển từ công ty về cửa hàng, là người ta di chuyển từ trong xe đi vô tủ đông á, là người ta chỉ xách cái bịch thuốc thôi, người ta không bỏ vô thùng đá tránh ánh sáng. Cái đó là nguyên nhân thứ nhất. Rồi nguyên nhân thứ hai á, trong quá trình người ta bảo quản vaccine á, là người ta không có đảm bảo về vấn đề nhiệt độ. Cái đó là nguyên nhân thứ hai. Rồi nguyên nhân thứ ba nữa là lúc mà người ta bán vaccine cho mình á, là người ta lấy ra bên ngoài, người ta lựa vaccine, người ta mở tủ lâu, rồi bắt đầu người ta mới lấy vaccine, rồi lấy vaccine xong rồi người ta mới lấy nước đá mới bỏ vô trong bọc cho mình. Cái đó là một khoảng thời gian là chênh lệch nhiệt độ, làm cho vaccine nó không còn hiệu quả nữa, nên dẫn đến tình trạng con heo mình chích vô á, là nó không tạo kháng thể nha các bạn. Tại vì vaccine đó nó đã mất tác dụng rồi. Nên các bạn lưu ý về vấn đề vaccine, sau này các bạn nên chọn những cái cửa hàng uy tín và chất lượng. Cái cửa hàng này á, là đại lý cũng lớn đó các bạn, nhưng mà mình mua đợt này là mình đánh giá là vaccine bảo quản không có hiệu quả. Các bạn có ý kiến nào mà về vaccine nó không hiệu quả như thế này á, thì các bạn bình luận xuống để cho mọi người cùng tham khảo và cho mình học hỏi thêm nguyên nhân là do vaccine hay là do heo. Nguyên nhân đầu tiên á là mình nghi là do vaccine nha. Tại vì nếu mà vaccine nó đảm bảo mà nó đã tạo được kháng thể á, là heo nó không bao giờ nó bị chết lu. Nên các bạn lưu ý vấn đề này. Con heo này á, thì mình đoán chắc tròn chừng ba bốn con nữa là dữ lắm rồi các bạn, cái bụng nó xẹp rồi. Nhưng mà nó có sữa nha, không lẽ bây giờ mình thảy mấy cái con khác qua đi cho nó bú bây giờ. Đó. Chuẩn bị nè, khăn vẽ đầu lao hết nè, chuẩn bị thuốc men đồ chích hết nè. Đây bầy này là ngủ khì luôn nè, bầy bên đây nữa, ăn uống rồi ngủ nằm phè ra hết nè. Nái nè, ăn xong rồi nằm ngủ vô ngáy khì khì. Mình ở đây 11 12 giờ đêm mình phải canh đẻ nè, nên là nó nằm nó ngủ khì khì hết. Lại nó thiệt chứ. Đây nè, buổi tối nè nó ngủ nó nằm nè. Ồ, 11 giờ mấy rồi mà nó ngủ ngon hết trơn luôn. Còn mình ở đây mình thức mình canh con heo mà buồn tiếc các bạn ơi. Nuôi con heo 4 tháng, mang thai gần 4 tháng. Rồi mình đợi cho nó lên giống, rồi nó mang thai, rồi tiêm thuốc chăm sóc cho nó nữa. Đẻ ra không được gì hết trơn. Đẻ ra tiêu hết trơn. Cái con này bụng cũng được nè các bạn. Đây nè, hai con bên đây là mình thấy bụng nó cũng to nè nha. Nó bụng nó cũng to, bụng tròn. Con này thì bụng nó nhỏ, con này mới 1 tháng mấy thôi. Con này bụng cũng to nè, con này cũng 2 tháng, hơn 2 tháng nè. Heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ tư nha các bạn. Rồi banh hết luôn, banh hết đàn luôn rồi các bạn ơi. Đây là con thứ tư nè. Đó, nó đẻ giống vậy đó. Nó khô hết trơn luôn. Con này nó khô còn trước hơn mấy con khác nữa. Con này là con thứ tư nha các bạn. Đó. Hai con kia mình để bên kia mình chưa đem qua nữa. Một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem, rồi mình cho các bạn xem lại tổng đàn những con heo nó bị khô thai nha. Heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ năm nha các bạn.
Đây là nó đang gặn nè. Rồi gặn ra đi, đẻ sớm đang vô ngủ luôn nha. Rồi tiếp theo là con thứ năm nha các bạn. Đây con thứ năm mình kiểm tra là nó còn sống nha các bạn ơi. Đây ở đây nó ra con thứ năm nha các bạn. Con thứ năm rất là to luôn. Con thứ năm này nó bằng heo mà 5-6 ngày tuổi luôn á các bạn. Nó rất là to, rất là bự luôn. Bây giờ mình đem qua so với heo mà 10 ngày tuổi nó sẽ như thế nào nha. Con này mình chùi, mình cắt rúng, mình buộc xong nè các bạn. Mà nó quá trời to luôn. Bây giờ mình sẽ đem qua so với heo 10 ngày tuổi nó sẽ như thế nào nha. Mình im lặng, đừng có để cho mấy con đó nó thức nha. Đó. Các bạn nhìn thấy con heo mới đẻ với con heo 10 ngày tuổi không? Nó trên lệch không có bao nhiêu chứ, nó quá trời to luôn. Nó bự gấp đôi những con mà sanh bình thường các bạn. Những bầy mà đẻ mà con gớt á, là nó bự gấp 3 lần con đó luôn á. Đó. Mình quay cho các bạn xem nè. Con heo mới đẻ so với con heo 10 ngày tuổi. Quá to luôn nha. Hèn gì nãy giờ mình đợi cả tiếng đồng hồ mà nó gặn không ra các bạn. Mình tính ra là khô thai rồi, mình bỏ đại luôn đó. Mình ngồi mình bấm điện thoại, mình bỏ đại nó luôn đó. Bắt đầu mình thấy nó lòi cái giò ra là mình biết nó còn sống rồi. Cái lòi cái giò cái trắng tươi luôn. Còn những con khô thai á, đa số là nó bị đen và nó đa số là ở trong bọc nha. Coi 10 ngày tuổi kìa. Ăn hiếp người ta kìa. Rồi bây giờ mình cho nó vô sọt giữ ấm nha. Được con nào thì ăn ủi con nấy nha các bạn ơi. Đó. Rất là to luôn nha. Nó đang gặn nè các bạn. Các bạn nhìn nha. Rồi. Rồi mình thấy cái nhau nó đen đen là mình lo rồi đó các bạn ơi. Để xem coi. Ồ, hên quá các bạn ơi. Đây nè các bạn. Để mình chùi nó một cái. Đây heo mình nè các bạn. Ở đây hiện tại là nó được 2 con nè. Cái con mà nó dơ chân, cái con này là con thứ 2 nha. 2 con đều to hết nha các bạn. Rồi một tí nữa thì xem coi còn con nào nữa hay không nha. Mình mong là được một con nữa đi cho đỡ được tiền cám nha các bạn. Chứ 2 con là cũng lỗ nặng đó. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có cái gì mà quay cho các bạn tham khảo được á thì mình sẽ quay, mình chia sẻ cho các bạn để các bạn rút kinh nghiệm sau này nha. Hôm nay là khả năng của mình là chỉ có 2 con heo sống nè nha các bạn ơi. Chỉ có 2 con nó còn sống thôi nha. 2 con này là to, 2 con này là mình thấy là nuôi là rất là dễ luôn nha. 2 con này rất là to luôn. Rồi bây giờ nó gai nhau rồi nè các bạn. Đó. Nó gai nhau rồi nha, là khả năng là hết rồi nha các bạn. Bên đây là 4 con khô thai nè. Là tổng cộng con này nó chỉ mang thai được 6 con thôi các bạn. Mà heo rất là to luôn. Heo 1 ngày tuổi. Nó muốn bằng heo 10 ngày tuổi luôn. Khoảng chừng 6 phần với 10 phần các bạn. Đây heo 10 ngày tuổi nè. Con này là khả năng là ngày mai sanh nè các bạn. Con này thì bụng nó cũng nhỏ chứ nó không lớn nha. Đó, mình để ra cho nó bú rồi. Bây giờ heo mẹ nó khỏe rồi á, là bây giờ heo mẹ nó nằm, nó không đứng lên nằm xuống á, là bây giờ mình bỏ luôn. Mình đi vô nhà để cho nó tự chăm sóc với nhau luôn nha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Các bạn thấy video của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để cho mình có động lực để mình làm thêm nha. Chứ 2 con heo này là mình thấy mình mệt trong người đó các bạn ơi. Đó, ngủ ngon lành luôn. Ngủ giật giật luôn.